Xin chào tất cả anh chị em cô chú đồng ngư đã quay trở lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2022. Lời nói đầu tiên thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người và gia đình. Sức khỏe mình dồi dào, năng lượng tràn đầy. Trong công việc thì mọi người làm cho nó có hiệu quả và năng suất cao. Trong cuộc sống thì mọi người sẽ gặp được thật là nhiều cái may mắn cũng như là bình an nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi, nó tầm cỡ khoảng 10 khối hơn, tính luôn hồ chánh và lọc nha. Bữa giờ thì có rất là nhiều anh chị em cô chú, hiện tại bây giờ hồ ở nhà mình á đang nuôi cá F1, mọi người muốn trong cái thời gian sắp tới chuyển sang nuôi cá Nhật, và một số anh chị thì muốn nuôi những con cá nó có cái giá trị cao, thì mọi người nhờ mình tìm kiếm một cái hệ thống lọc nó đạt chuẩn để mọi người có thể là áp dụng vào bên trong hồ của mình. Ngày hôm nay thì để đáp ứng cái yêu cầu này của mọi người á, cũng như là đầy đủ tất cả những cái mà anh em đang cần, thì hồ này mình đã được sự đồng ý của anh Tài ở Thái Bình đó. Thì anh Tài đây là một người anh mà mình quen biết với lại anh Tài đến thời điểm hiện tại bây giờ cũng 3 năm rồi. Thì anh em có cùng chung một cái niềm đam mê, đó là về cá coi. Thì thật sự là nếu mà nói về cái chủ đề cá coi á, thì anh em ngồi nói với nhau cả ngày nó cũng không hết nữa. Nhưng mà theo đánh giá của mình á, anh Tài đây là một trong những người có một cái tâm huyết. Cá coi đây đối với lại anh Tài á, nó là một cái món ăn tinh thần. Ngoài những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi thì đây là một cái không gian nó giúp cho anh Tài giảm bớt đi những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi sau những cái giờ làm việc. Và cũng chia sẻ với lại mọi người luôn, đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ của anh Tài hoạt động được tầm cỡ khoảng 3 năm rồi. Để có được một cái thành quả, một cái hồ nó hoạt động ổn định đến thời điểm hiện tại bây giờ thì anh Tài cũng trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Ngày hôm nay thì hồ đã đi vào ổn định rồi. Thì tất cả những cái chỉ số trong hồ nè, từ cái bơm, hệ thống lọc, hút đáy, hút mặn, thì anh Tài đã tự nghiên cứu mài mò ra và làm theo một cái công thức riêng. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục một lần nữa sẽ chia sẻ hồ của anh Tài lên kênh của mình, với cái mong muốn rằng anh chị em cô chú nào đam mê cho cá coi mà hiện tại bây giờ mình muốn chuyển từ cá Việt F1 sang cá Nhật, đặc biệt là những con cá nó có giá trị cao á, thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà anh Tài vận hành cái hệ thống lọc hồ của mình. Thì cái hệ thống lọc hồ của anh Tài đây là một trong những hệ thống lọc mà theo mình đánh giá là xử lý nước rất là tốt nha, để anh chị em có thể là áp dụng vào bên trong cái hồ của mình. Rồi trong cái thời gian sắp tới, nếu mà mọi người muốn chuyển sang cá Nhật mà nuôi những con cá nó có giá trị cao á, thì mình cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về cái vấn đề cá nó bị bệnh hoặc là nó phát triển không được nha. Thì bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông tin hồ của anh Tài, sau đó mình sẽ nhờ anh Tài giới thiệu chi tiết cái hệ thống lọc để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại em qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của anh Tài nè mọi người. Thông qua video này thì anh Tài cũng có nhờ mình nhắn gửi một cái thông điệp đến bà xã của anh Tài. Đó là anh cảm ơn bà xã rất là nhiều đã yêu thương, đồng cảm và ủng hộ niềm đam mê của anh. Một lần nữa thì anh cảm ơn bà xã rất là nhiều. Hồ này của anh Tài thì chiều dài á, là 5,5 m hồ chánh nha anh em. Chiều ngang của mình thì ở đây nó có chỗ to và chỗ nhỏ, thì mình sẽ lấy trung bình là 2 m nha. Còn mực nước trong hồ hiện tại bây giờ anh Tài đang để là 85. Như vậy là mình tính ra cái hồ chánh này của anh Tài nó tầm cỡ khoảng là 9 khối 3 nha. Anh Tài làm là 2 hút mặt 60 nè, 3 hút đáy 75 và 1 hút lửng 60. Sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa qua hệ thống lọc của mình để xử lý. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ là hồ của anh Tài hoạt động được gần 3 năm hơn rồi mọi người. Lúc đầu khi mà anh Tài nuôi cá coi này á, thì anh Tài cũng bị cá hành rất là nhiều. Thật sự là nếu mà anh em mình nuôi cá coi á, thì ai cũng vậy thôi. Cái thời gian đầu mình sẽ gặp một vài cái trục trặc, giống như là cái khâu xử lý nước nè, hệ thống lọc của mình, rồi cá nhiều khi nó bị bệnh nữa. Rồi sau một cái thời gian khi mà anh em chơi á, thì từ từ mình mới rút ra được những cái kinh nghiệm. Thì hồ này là anh Tài tự thiết kế lên bản vẽ rồi xây dựng luôn nha anh em. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nói chung là hồ đã đi vào ổn định rồi. Cá trong hồ thì ngày xưa anh Tài nuôi ở đây á, là size 30 mấy cũng có, 40 cũng có. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ là cá trong hồ của anh Tài là size khủng nha. Trung bình là ngoài 70 hết rồi nha mọi người. Con mà to nhất trong hồ của mình á, là chiều dài là 80. Cân nặng là tầm cỡ khoảng 10,8 kg. Thì bây giờ ở đây mình sẽ nhờ anh Tài ha bắt lên một vài cái siêu phẩm để cho anh em xem. Thì con này là Karasi mọi người, cái size của nó là 75 cm. Anh em thấy rất là khủng nha. Còn đây là Showa 72 cm.
Đây cũng là số qua 73 cm. Nói chung là trong hồ của anh Tài á, nó sẽ đầy đủ tất cả những cái dòng cá luôn. Thì để mà con cá mình nuôi nó đạt được cái thể trạng trên 70 hoặc là 80 giống như cá trong hồ á, thì thật sự không phải là đơn giản mọi người. Nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố nha. Thứ nhất là cái môi trường sống, có nghĩa là cái hồ của mình, cái không gian nó phải có, và cái hệ thống lọc của anh em xử lý nước phải tốt. Cái thứ hai nữa là về cái thực phẩm và thức ăn, nó phải cung cấp đầy đủ cái chất dinh dưỡng thì con cá của mình nó mới phát triển và cái body màu sắc đẹp được. Cái thứ ba nữa là mình phải bổ sung thêm vitamin nữa. Nói chung là sẽ đầy đủ tất cả các cái, mà quan trọng nhất vẫn là cái hệ thống lọc nha. Thì khi mà cái hệ thống lọc của anh em xử lý nước tốt á, thì nó sẽ giúp cho con cá của mình tạo được một cái môi trường sống tốt nè, nó sẽ phát triển được một cách toàn diện. À, bây giờ để mà xem cái hệ thống lọc của mình hoạt động hiệu quả như thế nào thì một lần nữa mình sẽ nhờ anh Tài chia sẻ với lại mọi người cái cách mà anh Tài vận hành hệ thống lọc để cho mọi người hình dung cho nó rõ luôn nha. Hệ lọc này của mình là hệ lọc 5 ngăn các bạn nhá. Các bạn xem đây là ngăn lắng đầu tiên mình trồng dứa này. Đấy, ngăn lắng đầu tiên mình trồng dứa này. Cục mặt cục đáy về góc này. Đấy, ba cục đáy, hai cục mặt và một cục lưng đều về góc này. Đấy. Nước sẽ xoáy từ vòng tròn nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, mình sẽ đặt 5 cây ống trong 10 ở góc này chạy đây này. Đấy, đây là một cây, 4 cây ở trên bên dưới. Đấy, chạy lại ngăn lắng thứ hai lại tận ra này. Đây. Đấy, 5 ống trong 10, 1, 2, 3, 4 và đây là 5, 5 ống trong 10 nước trồi lên. Ngăn lắng thứ hai này mình đặt mấy tấm xi măng này và chỗ đây trong ngăn lắng thứ hai này mình đặt hai đèn UV 75W. Bạn nhìn xem về đây là chất lượng nước đã trong chưa. Sang ngăn lắng ngăn thứ ba là ngăn xi măng thì mình qua bằng 7 ống thông ngăn 110 này lấy nước mặt ra. Đấy, nước mặt xong rồi chạy tận dưới cùng của ngăn thứ ba này là ngăn gì mắc này, phút gì mắc này. Đấy, đó cũng là 7 ống thông ngăn để sang ngăn cân mét ra đây là 7 ống thông ngăn, các bạn nhìn chưa, 7 ống thông ngăn cũng lấy nước mặt này là sang ngăn cân mét này. Cân mét mình dùng máy bơm MP 18.000 sụp ngăn cân mét. Sang ngăn thứ năm là ngăn bơm mình đặt 6 thùng sứ thanh hoa mai. Ngăn bơm này mình liền dùng 4 bơm, 3 bơm lồng, 1 bơm tháp, bơm nhỏ nhất này bơm 10 khối này, ống 48 này ra bơm tháp, đặt 4 máy các bạn nha, 160 này, 50 khối này, máy tạp 48, 140 là 25 khối này, bơm 60 W. Bơm này là 15 khối, bơm 30W là 10 khối. Đấy, tổng của mình là đi 90 khối. Máy sục tích điện để suối hồ chính. Các bạn nhìn chất lượng nước của mình thì cực trong luôn. Hệ lọc 5 ngăn đây, các bạn nhìn đây. Đây hệ lọc 5 ngăn. Ngăn ngoài cùng này mình có làm một ổ xả lắng ấy, mình điều tiết 5 cái van này, các bạn nhìn ra 5 cái van. Đấy, khi mình xả lắng là mình mở khóa ra là nước ở những ô này chảy ra, đây gọi là ổ xả lắng. Còn hệ lọc của mình nước sạch đây, đây là hệ lọc một tiết khối nước sạch bơm về đấy sẽ lọc qua vật liệu để chảy xuống hai cái tiết này, hai cái tiết này chứa nước và sẽ cấp vào hồ và cái đường này và một phao van tự động làm vật nước nước làm đang chảy ra. Đấy, năm năm đấy. Vừa rồi thì anh Tài đã chia sẻ với lại mọi người toàn bộ cái quá trình mà anh Tài vận hành hệ thống lọc cho hồ của mình, rất là đẳng cấp anh em nha.
Nước từ ngay chỗ hồ chánh khi mà được đưa qua hệ thống lọc hồ của anh Tài á, đến ngay chỗ ngăn bơm là hầu như không còn cặn li ti luôn. Thì đó là cái lý do mà nước trong hồ của anh Tài nhìn rất là trong. Cá của mình ở đây á, nó phát triển được trên cái size 70 thì nó cũng nằm ở ngay chỗ cái chất lượng nước. Mà điển hình nhất đó là cái hệ thống lọc hồ của mình. Thì nếu mà ở nhà anh chị em cô chú nào mình đang có cái dự định làm những cái mẫu hồ nó tầm cỡ khoảng 5 đến 10 khối, mọi người đang muốn tìm một cái hệ thống lọc xử lý nước tốt để mình thả cá coi nhật, đặc biệt là những con cá cái giá trị nó cao á, thì anh em có thể là tham khảo cái cách vận hành hệ thống lọc hồ của anh Tài để mình áp dụng vào bên trong hồ của mình luôn nha. Thì thôi chắc có lẽ là mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Tài, một lần nữa thì em cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là cái hệ thống lọc lên để cho mọi người tham khảo. Thì đại diện cho anh em đam mê chơi cá coi nói riêng và tất cả anh chị em cô chú xem được video này nói chung, em chúc cho anh và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Tài làm ăn nó ngày càng phát đạt và tiến triển hơn nữa nha. À, nếu như mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Tài chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nha. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All the